nói đến tất cả du khách lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, ai chấp cánh cho chim bay dị tổ, ai chỉ đường cho đôi bạn trẻ yêu nhau. Tình yêu là quy luật của cuộc sống, là đề tài muôn thở mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Ai cũng có một bến bờ riêng của mình. Tình yêu là cái chi để cho đôi bạn trẻ kề đầu vào nhau. Yêu thì con gái lấy chồng, con trai cưới vợ lấy liền cho xong. Những bàn thơ chơi nói lên tâm tư tình cảm bị chồng của đôi trai tài sắc trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay. Chính vì lẽ đó hôm nay tôi muốn nhắc đến một đôi tình yêu đẹp nhất, duyên dáng nhất, thành công nhất trong đêm cưới ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chú rể Trang Việt và cô dâu Ngọc Trâm bước lên đài qua hạnh phúc. Và mong quý vị các bạn hãy cho một tràng pháo tay để chào đón đôi tân hôn. Vâng, biến chầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em gì với anh. Hết rồi, ống tiếng máu xanh, từ nam đã có anh là chồng. Cô dâu chú rể tay trong tay, quay chạy quay, hai mặt sáng ngời đã nhìn nhau trên đường tình yêu và hạnh phúc. Vâng, trong đầu có câu, lúc tình yêu không bao giờ tắt, qua tình yêu nở mãi thanh tàn. Vâng, kính thưa quý vị các bạn, trước khi đi giờ buổi lễ chồng này, ông bà ta có câu lời chào cao hơn mong cổ. Tôi xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể có một lễ chào để tỏ lòng tri ân tất cả vị khách. Một lễ chào bắt đầu. Vâng, số đời còn gì hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Anh về thế giới mẹ cha, nhịp cầu đưa lối cho ta lấy mình. Em về thế giới gia đình, mẹ cha đồng ý em về với anh. Quan nhà gái hương quan chào gãy quý, nhà trai vui vẻ đón dâu hiền. Hôm nay hai họ xuân dày, anh đi làm nghệ em về làm dâu. Quan trong đầu có câu trăng hoa đẹp nhất hoa hồng, đời anh là em đẹp nhất có ngày hôm nay. Hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, được sự đồng ý và nhất trí của hai họ, họ Võ và họ Nguyễn có lựa thành là tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn. Do chú rể Trang Việt sáng viên cùng dâu Ngọc Trâm xin được phép ra mắt quý vị, mong vị trong nhà có tay nồng nhiệt chúc mừng tôi tăng lên. Quanh trải qua bao năm tháng đợi chờ của đôi tình yêu Trang Việt và Ngọc Trâm, hai em đã xây dựng và tạo cho mình một mối tình đầu trăm năm hạnh phúc, một mối tình đã trải qua bao lần hoài cánh trăng rằm tỏ sáng cả bầu trời để gọi em tìm thấy ở nhau một tình yêu đích thực cũng như bằng một tình yêu chân lý và quý nhau trên trường đời. Hôm nay ngày cưới của họ quả tặng là ngày đượm sau nghĩa tinh, một ngày mà tình yêu của họ đẹp như hoa thơm như trái ngọt tiếng chinh cành mãi mãi hạnh phúc với nhau. Quan tâm đã có câu qua tới mùa thì qua phải nở, đò chuyển khách thì đò phải xa sông. Tuy nhiên em phải lấy chồng cho thỏa ước lòng mong. Hôm nay vui trẻ đẹp lòng già, hai nhà yêu nụ hai giao biến dung trồng cây hạnh phúc, sợi tơ hồng che tỏ lứa đôi, yêu nhau yêu trọn cuộc đời vì tình long phụ nên đôi vợ chồng. Vâng, cùng với sự góp mặt đầy đủ của vị bên cách, đó là một niềm danh dự cho gia đình và đẹp lại tấm chân tình của vị bên cách đang tay bắt mặt mình và từng bước chăm sóc trước đến trong như thân mặt của gia đình và sau mừng cho đôi trẻ một ngày tràn đầy hạnh phúc. Và để đại tấm cái tên này, ta mặc cái đình đội tăng hôn xin cung kính bằng hai lễ, nhất lễ, nhị lễ. Quan công nước chiêu đãi cũng như tiếp điểm các gia đình chúng tôi cái điều chi sơ sót, mong quý vị khách lượng tình bộ của cho. Và phần hai chương trình tôi sẽ bàn dọn giải quyết gần trong. Và thay mặt cho đình, chúng tôi cảm ơn dành cho quý vị đặt ngó miệng và lớp trọng. Một bến bờ hạnh phúc của mình, cùng sự góp mặt của các cô, đó là một niềm tin tưởng gia đình và các bạn tắm của trên này. Thay mặt gia đình đó, ta hôn thiêng kính bà hai lễ, nhất lễ, nhị lễ. Vâng, chú đi cô, lễ cắt nhá. Hôm nay là ngày cưới của em, quả thật là một ngày đụng sau nghĩa tinh, một ngày mà tình yêu của họ đẹp như hoa thơm như trái ngọt tiếng chinh chành mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Quan cho đời có câu hoa hồng đẹp bởi màu hồng, tình yêu đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Để đẹp đại tấm của tên anh, thay mặt gia đình đón tân hôn thi cung kính bằng hai lễ, nhất lễ, nhị lễ. Quan chúc đi cô có lễ thật vui. Quan trong một khoảnh khắc, một thời gian thấp thoát trôi qua, có tình chân thật và kỷ niệm khó quên, cuối cùng đã chọn cho mình một giây phút tuyệt liên và thống nhất hôm nay chính đức đưa vợ thành chồng. Quan trở lại có câu thế gian đẹp nhất mặt trời, cuộc đời đẹp nhất có người mình yêu. Để đẹp đại tấm cho tên này, thay mặt gia đình đó tôi hôn cô cung kính bằng hai lễ, nhất lễ, nhị lễ. Quan chúc đi cô có lễ thật vui. Thay mặt gia đình xin được phép con thôn anh sống đời anh cũng như ai, con người của chúng ta anh cũng cố gắng đi tìm cho mình một nửa cuộc đời. Và ngày hôm nay phải Trang Việt và Ngọc Trâm đã chính thức chính mình một cuộc đời nhau, cùng từ góc mặt của tất cả các cô, đó là một
dự gia đình và đại tắm tháng tư nay. Thay mặt gia đình đội ta hôn cho cô kính bằng hai lễ, nhất lễ. Như vậy, bằng chú đi cô có lễ khác không? Chị có thể tăng chứ.